Thì cái bài hôm nay á, thì nó sẽ có viên dạng giống như một cái mặt bích của một cái chi tiết máy nào ha, thì nó sẽ gắn vào một cái chi tiết máy bởi bốn cái lỗ có ren đó. Rồi thì bây giờ mình sẽ phân tích cái hình này. Thì cái hình này nó viên dạng tròn, tuy nhiên nó có các cái rãnh ở phía trong, thì mình chia làm hai phần giống như trước giờ. Thì đầu tiên mình vẽ cái vòng tròn đế trước, vòng tròn đế 12 á, dày 12 ly á, vẽ cái đó trước. Sau đó mình vẽ cái khối trụ ở trong, rồi từ từ mình đục lỗ sau. Đó, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mở một cái file mới. Để mình vẽ ha. Rồi đầu tiên mình cứ vẽ cái đường tròn lớn nhất, để mình vẽ cái đế ra trước. Có cái đế rồi từ từ mình sẽ khai triển lên. Rồi thì cái đế này nó có cái đường tròn phi lớn nhất là 170. Đó, mình sẽ vẽ cái đường tròn. Thì ở đây mình chỉ cần vẽ một cái đường tròn thôi, cho nên là không có chiếu trục x trục y, tại vì nó cũng không có ràng buộc gì. Ở đây nó chỉ cần có cái tâm màu vàng là được rồi, 170 nè. Rồi sau khi vẽ được cái tâm này, cái đường tròn này rồi, thì mình kết thúc, mình vẽ trút nó lên 12 ly. Như thế mình tiếp tục. Thì ở trên này nó sẽ có thêm một cái khối trụ phi 140, và cao cao là cái độ cao của nó sẽ bằng cái tổng cái độ cao trừ cho cái 12 ly hồi nãy. Thì em sẽ lấy cái mặt phẳng này nè, em sẽ vẽ cái phi 140. Rồi thì cái độ cao của nó sẽ bằng tổng cái độ cao là 23 nè, trừ cho 12 hồi nãy nè. Đó. Rồi, thì bây giờ nó có cái khối trụ như vậy rồi, thì em xoay lại, em sẽ xoay lại cho nó giống cái hình này, mình dễ hình dung. Giống cái hình trên tiếp theo, để em fit cái góc này lại luôn, để lát còn mình xoay chỗ khác thì mình nhấn trở lại cái góc này nó nhanh hơn ha. Rồi skip to view. Rồi ở trên cái mặt này thì nó lại có cái rãnh, có cái rãnh nữa, có cái rãnh và một cái lỗ ở phía trong. Bây giờ mình vẽ cái rãnh trước, mình chọn cái mặt phẳng này vẽ nè. Rồi, thì cái rãnh này nó tạo bởi cái phi 50 và cái phi 160. Thì bây giờ mình sẽ tạo hai cái đường tròn. Ở đây em vẽ một cái phi 50 trước. Cái phi 160 em sẽ ép trước, em sẽ offset nó ra. Tại vì sao? Tại vì offset thì nó lúc nào nó cũng đồng tâm ha. Bây giờ mình lỡ vẽ một cái đường tròn khác thì nó lại không đồng tâm, thì rất mất công, mình phải ràng buộc cái vô này. Thì đây mình xài cái offset. Đó. Thì offset lúc nào, tại vì nó tạo ra từ một cái đối tượng cho trước, thì lúc nào nó cũng nó nằm cái tâm này đúng hết, nó tiện hơn. Rồi thì cái này nó là 1 2 6. Rồi sau đó mình finish cut nè. Rồi mình sẽ cắt cái này, cắt cái rãnh này. Thì cái rãnh này mình nhìn trên cái hình chiếu đó, nó sẽ là có cái rãnh nó là 114.3, cái rãnh này là sâu 14.3, 14.3, và tất nhiên là phải adjust cut nè, cắt nó. Đó. Rồi tiếp tục. Bây giờ có cái rãnh này rồi, thì ở trong này nó lại đòi hỏi có một cái nữa, cái rãnh nữa, đó, cái rãnh ở trong này nữa, thì tương tự vậy. Đó, thì bây giờ mình chọn cái mặt này và mình vẽ một cái đường tròn. Thì cái đường tròn này họ cho là phi 34. Em vẽ cắt kiểu này cũng được, hoặc là em chấm một cái bôi, rồi đục cái lỗ bằng cái lệnh hole cũng được. Này em thấy cái này nó tiện hơn. 34 thì mình làm thôi. Rồi chiều sâu cắt thì ở đây nó là không cho, nhưng mà em thấy này nó cùng với cái chiều sâu cắt của cái hồi nãy, cho nên là em cho 14.3 luôn và ở trước cắt. Thì bây giờ nó sẽ ra cái chi tiết như thế này. Rồi tiếp theo
Cái chi tiết này là nó tương đối gần xong rồi. Tiếp theo thì cái mặt bích này nó sẽ gắn vào một cái chi tiết máy nào đó, bởi bốn cái lỗ có cái ren để người ta bắt đai ốc ngu lông vừa vào đó. Thì bây giờ mình sẽ chọn cái mặt này hoặc cái mặt lưng cũng được, cái nào tiện thì mình chọn ha, hoặc là mình xoay ra sau lưng đó nè, mình chọn cái mặt này cũng được đó. Rồi thì mình sẽ tạo bốn cái lỗ, thì ở đây em nhận thấy là bốn cái lỗ này nó chia đều, thì bây giờ mình chỉ cần tạo một cái thôi, thì tất nhiên là mình sẽ chấm một cái bôi thôi, và cái bôi này mình chấm tức nó cho kích thước là bốn cái hole on phi 152 BCD này. Thì BCD này em làm quen thì em biết nó là cái đường kính vòng chia thôi chứ không gì hết chưa, nó viết tắt của chữ gì đó thì em chưa nghiên cứu, nhưng mà nó là cái đường kính vòng chia để làm gì, để mình xác định được cái bôi cái lỗ này. Rồi thì cái này họ cho là 152, thì cái đường kính vòng chia này thì mình cho nó làm cái đường ấy đi, cái đường chuẩn để nó không ảnh hưởng trong cái quá trình mình tạo hình ha. Rồi mình sẽ chấm một cái bôi ở đúng ngay cái đỉnh này, hoặc bây giờ mình cần thiết ở đây nó sẽ có cái điểm, tại vì một cái đường tròn nó sẽ có bốn cái điểm ha, hai điểm trên, điểm dưới và trái phải, hoặc cẩn thận hơn thì mình sẽ chiếu cái trục y xuống thì nó cắt ngay chỗ đó, thì mình tìm cái điểm bôi nó dễ hơn, hoặc là mình không cần chiếu cái này cũng được, nó cũng có một cái điểm ngay đây. Rồi mình chấm cái bôi chỗ này đó, thì mình sẽ xác định được cái lỗ ra đây đây, sau đó mình finish sketch và mình tạo lỗ. Thì ở đây họ cho là một cái lỗ phi 7, một cái lỗ phi 7 sâu suốt và một cái lỗ phi 11 sâu 5 đó. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng cái lệnh hole, họ ghi chữ ha, chỗ này họ ghi chữ cho nên là mình đọc chữ mình làm. Ở đây là lệnh lỗ nè, và ở đây là lỗ bật và không phải có, nó không có ren, thì ở ngay chỗ cái style này nè, nếu mà có ren thì mình chọn đây, mà không ren thì mình chọn cái đầu tiên không có ren, còn ở đây nó lỗ bật, nếu mà không bật lỗ suốt thì chọn đầu tiên, còn đây có lỗ bật thì chọn bên đây đó. Rồi ở đây mình sẽ đục một cái lỗ và mình chọn cái lỗ bật, và ở trên là phi 11 nè, và sau là 5, tương tự với cái bạn trước, và ở đây phi 7 và sau suốt ha. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ tạo được một cái lỗ rồi, thì đây họ cần bốn cái lỗ như thế này, thì mình sẽ tạo lên bốn cái lỗ bằng cái lệnh là circular button này. Đây mình chọn cái đối tượng đầu tiên, mình sẽ chọn cái đối tượng cần sao chép ra ha. Cái đối tượng này là cái lỗ ha, mình chọn cho cẩn thận ha, em vừa chọn lộn cho nên là em sẽ chọn lại đây, lít cho nó đúng ha. Như thế này là chọn nguyên một chi tiết nè, rồi mình rê chuột đến đây, mình chỉ chọn cái lỗ thôi nè. Rồi sau khi mà chọn đủ cái những cái mà cần sao chép ra thì mình sẽ lít chuột vào cái rotation axis nè, cái tâm quay nè, cái trục quay chứ. Rồi lít vào cái nó sẽ quay cùng tâm với cái vòng tròn này hả, và số đối tượng quay là 4 ha. À, như vậy là mình sẽ tạo ra được cái lỗ như vậy ha. Rồi kiểm tra lại đây, lỗ bật đúng rồi. Rồi như vậy là mình đã hoàn thành cái chi tiết này, sau đó mình sẽ chọn cái vật liệu và seal lại. Rồi, seal lại. Sorry.
Rồi, sau khi mình save xong cái mô hình 3D như thế này thì mình sẽ tiến hành xuất cái bản vẽ ha. Thì mình sẽ chuột phải vào và create cái drawing này. Đó, chọn cái khổ giấy ha, chọn cái template, cái mẫu giấy của chúng ta. Rồi thì ở đây em sẽ xuất theo cái khổ giấy ngang này luôn. Và em sẽ kiểm tra lại khổ giấy bằng cách là edit sheet này. Cái giấy A3 ha, ngang đúng rồi thì mình chọn OK. Xuất cái chi tiết này thì họ xuất hai cái hình chiếu và một cái hình chiếu 3D. Thì đây em thấy cái khổ giấy này to hơn cái chi tiết mình, nếu mình xuất ra như thế này thì nó rất là nhỏ ha. Thì em sẽ xuất và để cái tỷ lệ to hơn. Hiện tại tỷ lệ 1/2 là 0.5 đó, thì em sẽ để tỷ lệ 1/1 quanh. Rồi, thì nó sẽ to lên. 1/1 thì nó to quá. Double click vô mình chỉnh nó lại cũng được, 3/4 cũng được. Đó, 3/4 thì em thấy nó vừa. Tuy nhiên khi mà đi làm thì mình chú ý cái tỷ lệ này một tí ha. Nhiều khi một số công ty nó sẽ phải cái tỷ lệ nó phải tuân theo chuẩn thôi. Còn ở đây thì em sẽ xuất cái bản vẽ nó phù hợp với cái khổ giấy để khi mà ghi kích thước người ta có thể dễ dàng đọc được kích thước và hình dung được cái chi tiết ha. Rồi ở đây xuất thêm một cái hình 3D. Cái này xích lên một tí cái hình 3D này qua bên đây cho nó đẹp. Rồi, mình sửa chỗ, mình xuất làm sao mình có thể hình dung được cái kích thước của mình có cái chỗ để mình ghi ha. Rồi sau đó cái hình 3D này nó sẽ cần một cái màu. Bình thường mình không cần cũng được ha. Có màu thì mình sẽ double click vào và mình chọn cái style có màu. Rồi. Ở đây mình sẽ đi ghi kích thước và các cái đường giống ha. Mình sẽ ghi tương tự với cái hình xíu kế bên này thì mình cũng ghi các cái đường giống, các cái đường tâm rồi đó, để tí xíu nó mình bắt kích thước ha. Rồi ở đây á thì mình xuất cái hình chiếu, tuy nhiên ở trong cái bài tập này nó không phải xuất hình chiếu mà nó xuất mặt cắt, thì bây giờ em sẽ xóa đi hoặc là em bỏ nó ra ngoài cũng được. Em sẽ xuất theo cái kiểu mặt cắt, thì ở đây nó sẽ có cái section list, rồi chọn section, chọn vào hình chiếu. Này mình hôm trước mình làm hoài nè, rê chuột vào giữa và list ở phía trên một cái, kéo xuống và list phía dưới một cái, rê chuột sang phải, chuột phải. À, lúc này mình chuột phải chứ mình không có lít chuột trái nữa ha. Chọn Continue. Đó. Rồi. Thì nó sẽ thể hiện cái mặt cắt cho mình. Rồi sau đó mình sẽ nhấn OK ha. Đó. Thì cái này nó mặt cắt nè. Còn cái hình hồi nãy nè. Mình xuất cái hình chiếu thôi. Đó. Thì cái view của cái hình chiếu thì nó nhìn từ trái sang phải luôn. Còn đây nó sẽ nhìn ngay. Nó cắt ngay cho cái vị trí chữ A của mình nè. Đó. Thì cái này mình bỏ ra ngoài. Xong hết. Rồi, ở đây họ không có để cái chữ này thì mình có thể là ẩn đi. Đó, ẩn đi. Nếu mà ẩn không được đó, thì mình chỉ cần đẩy nó ra khỏi khổ giấy là được ha. Thì khi mà in ra thì nó chỉ có những cái gì ở trên cái khổ giấy này nè, thì nó mới in thôi. Thì mình sẽ có thể cắt được mấy cái chi tiết này. Rồi ở đây mình sẽ điền các cái đường tâm vào. Rồi tiếp theo mình sẽ đi ghi kích thước. Ở đây nó đầy đủ cái lỗ rồi, đường tâm rồi. À, cái này mình kéo dài lên tí cũng được. Rồi mình sẽ format cái kiểu ghi kích thước nè. Rồi ở đây làm tròn số ha. Rồi cái này là cái kiểu ghi kích thước
cái biểu thể hiển thị của kích thước trên cái chi tiết của chúng ta ha, dựa theo cái phương ngang. Rồi sau khi mà format xong cái kiểu ghi kích thước rồi thì mình quay lại mình ghi kích thước ha. Thì ở đây nó sẽ có một số cái kích thước như sau. Đây phi 170 nè, hồi nãy mình format là nó format cái này nè, bình thường nó sẽ ghi song song với cái kích thước này. Thì khi mình cầm cái tờ giấy lên mình phải quay cái người của mình song song với cái đường line này thì mình mới nhìn được cái số 170 này nó tiện. Còn bây giờ nó lúc nào nó cũng mình ghi có kích thước nào đi chăng nữa ha, thì nó cũng ví dụ như cái kích thước này, mình ghi kích thước nào đi chăng nữa thì nó cũng nằm theo cái phương ngang hết, thay vì ở trong cái bài tập của chúng ta nó sẽ nằm theo dọc theo cái chi tiết này. Thì để đọc được thì mình phải xoay đứng cái cổ giấy lại thì nó rất là bất tiện ha. Thì cái kiểu này nó sẽ tối ưu hóa cho cái người đọc. Rồi ở đây nó sẽ có cái phi 28 sau 2, phi 28 sau 2 mình chưa vẽ nè, mình thiếu cái chỗ này một cái. Và để cập nhật cái này thì mình làm sao? Rồi mình trở lại cái hình 3D nè. Ở đây nó có cái lỗ ở trong này nè. Mình nãy sơ sót nè. New sketch nè. Đó, bây giờ mình sẽ vẽ thêm một cái circle và vẽ thêm cái phi 28 này. Và mình sẽ extrude, nó ghi là phi 28 sâu 2 extrude cách 2 ly, cách 2 ly. Rồi sẽ quay lại cái hình cái drawing của mình. Thì đây nó sẽ cập nhật nè, nó sẽ có một cái vòng này. Hồi nãy chưa có nè, giờ nó có nè. Đây là phi 28 nè. Rồi họ ghi sâu 2 thì double lid vô mình ghi thôi. Này this. Ok. Tiếp theo thì ở đây nó sẽ có thêm cái là bốn lỗ gì đó. Bốn cái lỗ đường kính vòng chia là phi 152 thì mình ghi cái kiểu gì? Mình ghi cái kiểu là leader test nè. Rồi mình click chỉa vào cái lỗ này kéo ra. Sau đó mình chuột phải continue và mình ghi chữ thôi. Bốn lỗ. Phi thì ra đâu? Phi là ở góc phải nè. Intro cái symbol nè, 152 nè. Đường kính vùng chia là BCD nè. Khoan nè. Khoan suốt nè. Lỗ suốt. Lỗ suốt. Xem chúng ta. Phi 7. Cái lỗ 7 nên là suốt và có một cái lỗ phi 11 là nó có một cái lỗ phía trên này nó để nó ẩn cái con bu lông xuống ha. Thì cái lỗ này nó chỉ sâu có 5 ly để cái vừa cái đai ốc nó cái bu lông nó ẩn xuống thôi. Rồi ok. Và cái này mình có thể xuống hàng thì mình cứ double click vào mình enter xuống giống như trong bộ Excel thôi ha. Tiếp tục mình ghi kích thước ở bên này. Thì này nó sẽ có cái chiều cao của tổng thể của cái này là 23. Rồi chiều cao của cái thằng này là 12. Rồi. Ở đây nó có một số cái combo R3, tuy nhiên em cái này mình chỉ cần fillet thôi ha. Mình fillet sau cũng được hoặc là mình bỏ qua cái này cũng được. Rồi là phi 126, phi 34 và có một cái phi 50. Rồi tiếp theo như vậy là tương đối đầy đủ rồi ha. Tuy nhiên em bo cái khung này nữa cho nó giống ở trong cái hình thì ở đây nó sẽ có bo như sau. Đây fillet cái khung này R3, chọn lên fillet và bán kính góc bo là 3 và lít vào cái góc này. Ở cái góc này. Ok.
thì chúng ta sẽ quay qua sau khi mà save lại đó, thì chúng ta quay lại cái trang 3, cái trang login của mình nè. Thì đây nó sẽ xuất hiện cái error. Bây giờ mình sẽ ghi cái error thôi, ghi cái thước cái error này là R3 ha. Rồi, sau đó mình sẽ kiểm tra lại đầy đủ kích thước chưa. Nếu mà đầy đủ kích thước rồi thì mình tiến hành save lại thôi.